Chào mừng tất cả các bạn đang đến với podcast Người Gieo Hạt, và tôi là Mộng Tuyền lại tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong podcast lần này. Người Gieo Hạt là một chương trình mà khách mời của chúng ta sẽ là những anh chị làm trong lĩnh vực giáo dục hoặc là rất tâm huyết với lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Và ngày hôm nay xin được chào đón tới trường quay của Người Gieo Hạt một đạo diễn, doanh nhân như là một chuyên gia huấn luyện, anh Nguyễn Anh Luân. Xin được chào tất cả quý vị khán giả đang xem và đang nghe podcast Người Gieo Hạt. Hôm nay rất là vinh dự được gặp Tuyền, yeah, cũng như là chúng ta cùng nhau được trải lòng với những cái trải nghiệm và kinh nghiệm. Và hy vọng rằng là cái buổi trò chuyện này của chúng ta sẽ mang lại rất là nhiều điều thú vị và giá trị dành cho tất cả khán giả. Dạ, yeah, chắc chắn là như vậy. Tại vì ban nãy trước khi mà vào chương trình thì em cũng đã được anh chia sẻ một chút về những cái liên quan tới xây dựng thương hiệu cá nhân. Và em cũng đang rất là hoang mang bởi vì là mình cũng chưa rõ về thương hiệu cá nhân của mình lắm. Nhưng mà trước khi bước vào những cái câu hỏi chính của ngày hôm nay thì Tuyền cũng có một cái câu hỏi thường hay hỏi các khách mời của mình ở đầu chương trình. Đó là nếu như mình làm một phép ẩn dụ, nếu như anh làm một phép ẩn dụ về cái hành trình mà anh đang đi á, thì giống như là một hành trình gieo hạt đi, thì anh sẽ gọi tên cái hạt mà mình gieo là hạt gì ạ? Chưa ai từng hỏi câu này luôn. Trước khi trả lời thì chắc phải cho suy nghĩ một chút nha. Dạ. Thì mình cũng biết là quốc gia của mình á, là xuất phát điểm văn hóa là lúa nước, đúng không? Dạ. Và cá nhân mình á, là làm ngành nông là chính. Nhưng có một cái vấn đề được diễn ra là khi mà bắt đầu xã hội phát triển á, thì ở những cái nơi thành thị á, người ta không hiểu được một cái quy trình của cái việc của một người nông dân họ làm gì cả. Cho nên dẫn tới cái việc là đôi khi người ta ăn cái trái, cái quả đó mà người ta không biết cái hạt từ đâu. Nó dẫn tới một cái tư duy là đôi khi người ta muốn đạt được một cái mục tiêu, coi như là người ta muốn gặt quả đi. Nhưng mà người ta bắt đầu bằng một hành động khác. Nó hình dung giống như cái việc mà tôi có 6 múi nhưng mà không bao giờ tôi đi tập. Và tôi cứ ngủ thôi. Và điều đó là mình muốn một cái khác nhưng mà mình hành động khác. Giống như là mình muốn ăn cái sầu riêng mà mình đi gieo cái hạt mận vậy đó. Thì trước khi trả lời câu hỏi đó thì cũng muốn chia sẻ một cái tư duy mà mình đã nhận ra trong cái quá trình mà mình phát triển bản thân. Thì cá nhân mình, nếu mà mình trả lời câu hỏi là mình gieo hạt gì thì phải nói tới cái việc là mình sẽ phải định danh mình cái đã. Thì một người gieo hạt là một người nông dân, phải không? Thì nông dân thì mới gieo hạt, mới làm nông. Thì do mình cũng yêu văn hóa Việt Nam, mình rất là tâm đắc, và mình cũng mong muốn là có thể quảng bá văn hóa Việt Nam không chỉ là dành cho những anh chị hoặc là những bạn bè quốc tế, mà đặc biệt là mình muốn những cái gen, các bạn Gen Z hoặc là các bạn sau này, các bạn hiểu về văn hóa hơn. Ví dụ như chúng ta hay muốn tất cả các bạn, đặc biệt là những ai mà có con nhỏ đó, thường là người lớn hoặc ba mẹ là muốn là con tới Tết đó là con phải mặc áo dài nhá, chưa rồi sau đó con phải tới gặp ông bà khoanh tay lại rồi chúc tiền lì xì ABC. Nhưng mà một hiện trạng được diễn ra mà lúc trước là mình có làm giáo dục trẻ, thì các bạn nhỏ nó không thích mặc bởi vì chỗ nóng quá, chật chội quá. Đúng rồi. Và luôn nghĩ là không chỉ các bạn nhỏ đâu mà là giới trẻ cũng không thích mặc áo dài. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có tiện, nó không có thoải mái. Thì câu chuyện được diễn ra là tụi nó không có biết vì sao nó phải mặc cái đó hết. Cũng giống như cái việc là khi mình nhìn lên bàn thờ gia tiên đi, mình ví dụ vậy, thì trên bàn thờ gia tiên nó sẽ có một bên đó là chân hoa, một bên là chân quả, đúng không? Và tại sao lại chân hoa chân quả? Tại sao? Rồi không đảo ngược lại ta. Tiếp theo nữa là, ủa tại sao Việt Nam có đám giỗ mà Mỹ không có? Hôm nay không có. Đó, kiểu là như vậy. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta chưa có gieo hạt mà chúng ta muốn gặt quả. Và chúng ta muốn gặt quả, con của chúng ta phải mặc áo dài, phải giữ hồn cốt, kiểu vậy. Thì Luân mới chia sẻ với cái vị phụ huynh đó là anh có hiểu là vì sao mình phải mặc áo dài chưa? Thì ông bà kêu mặc sao thì mình mặc vậy, mình giữ lề giữ lối. Thì khi Luân chia sẻ cái câu chuyện này thì anh mới bắt đầu hiểu và bắt đầu đi đến một cái hành trình giúp cho con nó tự mặc áo dài. Là mình để ý bây giờ áo dài thì nó có rất là nhiều thứ, áo dài rất là nhiều kiểu, đúng không? Kiểu này kiểu nọ kiểu kia đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà thật sự một cái áo dài chính thống của người Việt Nam á, nó là một cái áo dài 5 nút. 5 nút mà. 5 nút. Dạ. Yeah. Tại vì sao nó là 5 nút? Con số 5 là con số cân bằng ở trong bộ số từ số 1 tới số 10, đúng không? Con số cân bằng.
mà người Việt Nam của chúng ta nói riêng và người phương Đông nói chung là chúng ta lấy cái triết lý âm dương, yin yang làm chuẩn trong cuộc sống. Và khi ở trong cuộc sống của chúng ta cân bằng thì nó mới đến được với cái việc là chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, thịnh vượng hơn, an vui hơn. Covid vừa rồi tới chúng ta thấy rồi đó, là nó bị lệch đó. Thì có cân bằng thì cuộc sống nó mới được trọn vẹn. Đẹp quá cũng không được, nhiều người theo đuổi quá chọn mệt. Xấu quá cũng không được, không ai theo đuổi. Giàu quá cũng không được, ăn cướp không để ý. Dạ đúng, đúng. Rồi không suy nghĩ ra xài tiền sao. Nghèo quá là không xong. Đúng không? Cái gì quá cũng được, trong tình yêu cũng vậy. Dạ. Phải không ạ? Thì tất cả mọi thứ nó được diễn ra bởi từ khóa là cân bằng. Cân bằng. Dạ. Thì con số 5 nó thể hiện việc đó, đúng không ạ? Con số 5 là ở chính giữa đó. Trung bình cộng. Dạ, đúng rồi. Bạn là trung bình cộng của những người mà bạn gặp. À. Vậy thì quay trở lại tới cái câu chuyện này, mình sẽ hiểu được một thứ là khi mà mình hiểu được yếu tố mà cái áo dài đúng của người Việt là 5 nút thì mình hiểu được là cái tư tưởng là chúng ta hãy cân bằng trong cuộc sống, là một người cân bằng trong cuộc sống. Và 5 nút đó thể hiện cho nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Thế mà cái áo dài vô là nó phải có cái bản chất, bản tính như vậy. Và hãy xứng đáng với cái áo dài. Đó chính là cái hồn cốt mới giữ cái áo dài chứ. Chứ không thôi nó chỉ là một cái bộ trang phục thời trang bình thường thôi. Tới khi hiểu được cái việc đó thì mình sẽ truyền tải được cái thông tin đúng đến cho những cái người mà người ta mong muốn là tôi cũng muốn mặc cái áo dài giống như anh nữa. Thì vì điều đó cho nên mình thấy cái giai đoạn hiện tại có một cái xu thế, đó là gọi là cổ phục Việt Nam. Cổ phục dạ, bắt đầu xuất hiện. Đó kiểu vậy. Thì là một trong những cái hình thái để chúng ta truyền thông đại chúng tới cái việc là cái áo dài này nó không chỉ đẹp mà nó còn có cái tinh thần dân tộc và cái đẹp nó ở bên trong. Đồng ý không nào? Dạ đúng. Thì vì việc như vậy thì cũng xin phép Tuyền cũng chia sẻ, nếu được chọn một cái hạt mà mình là thì chắc là luôn sẽ chọn mình là hạt lúa. Hạt lúa hả anh? Dạ. Yeah. À, nó có cái sự tương đồng gì giữa hạt lúa và cái câu chuyện mà anh nói về áo dài? Khi Luân nói về cái áo dài thì nhắc về Việt Nam có phải là chúng ta nhắc về áo dài đúng không? Dạ đúng. Dạ. Yeah. Vậy thì nhắc về cái ngành tổ của mình thì nó sẽ là ngành gì ạ? Nông nghiệp. Dạ nông nghiệp. Mà nông nghiệp thì có rất là nhiều trái cây khác nhau đúng không? Nhưng mà lúa nước, văn hóa lúa nước xuất phát điểm từ Việt Nam. Dạ đúng rồi. Dạ vì vậy mình sẽ chọn lúa. Mà lúa là cái gì nữa? Lúa là cái mà nó đơn sơ nhất, nó mộc mạc nhất, nó dễ xấu nhất, nó nhiều nhất. Đúng. Và nó lại quý nhất đó. Dạ đúng rồi. Ông bà mình có câu là hạt lúa là hạt gạo. Dạ. Không biết là trong văn hóa gia đình của Tuyền với lại với quý vị khán giả như thế nào, chứ còn đối với Luân, ở nhà mà ăn cơm á, là khi mà ăn cơm là không được bỏ bất kỳ một hạt cơm nào, bởi vì hạt lúa là hạt gạo. Yeah. Mà cái hạt lúa lại nó có một cái điều rất là đặc biệt, cái gì mình cũng dùng nó được hết trơn, đúng không ạ? Hạt lúa sau khi xay xát ra thì cái vỏ để chùm củi, bây giờ người ta dùng nó để làm rất là nhiều thứ luôn á. Rất nhiều. Dạ. Thứ hai nữa là tấm, lấy cái tấm đó, ngày xưa luôn rất là thích ăn cái dạng tấm vậy hay hơn là dạng gạo. Yeah. Rồi thứ ba là hạt gạo. Yeah. Và cái hạt gạo nó cũng có thể tạo ra nhiều món ăn. Đúng rồi. Đúng rồi, không chỉ là cơm. Đa dạng phong phú. Dạ. Và nó rất là tiệm cận với người Việt Nam. Thì nếu được chọn cái hạt mà mình gieo thì luôn sẽ chọn là hạt gạo. Để mà dù cho là nó rất bình dị, đơn sơ, nhưng mà giá trị thì rất là lớn. Đó, đối với hạt gạo là như vậy. Em cũng hay nói với các bạn học viên rồi sinh viên của em rằng là cái nền văn minh của mình là văn minh lúa nước. Và đó là lý do mà chúng ta sẽ thấy là trong cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình nó có rất là nhiều những cái từ để chỉ những cái sản phẩm đến từ lúa gạo. Ví dụ như gạo, rồi tấm, rồi cám, rồi trấu, rồi rơm rạ vân vân, đến từ những cây lúa, những hạt gạo. Thì trong khi ở một số nền văn hóa khác, một số nền ngôn ngữ khác, chúng ta sẽ không thấy cái điều đó. Thì rõ ràng khi mà anh chọn mình là một cái biểu tượng, một biểu tượng cho mình đó là hạt gạo, thì em hiểu thông qua cái sự cái cách truyền đạt nó sẽ có cái sự bình dị. Ban đầu có thể là đơn thuần nhưng phía sau đó là những cái giá trị rất lớn. Đó là nếu nghe nói lâu mũi quá. Nếu mà em đọc vậy, nếu mà em đọc đọc vị như vậy thì không biết có phải không. Dạ. Em được biết anh là một người làm về thương hiệu cá nhân. Dạ. Thì hồi nãy anh có nói tới câu chuyện áo dài. Tại sao người ta phải mặc chiếc áo dài? Có những người không thèm mặc
nghĩa là người ta không thèm chạm, không thèm xài cái áo dài đó. Vậy thì khi mà mình sử dụng một cái điều gì đó, một cái vật dụng, hoặc là mình xài một cái thương hiệu nào đó, một nhân hiệu nào đó, mình phải biết lý do tại sao mình sử dụng, đúng không ạ? Có phải vậy không ạ? Và cho nên em nghĩ là nếu ở xây dựng ở góc độ thương hiệu, thì xây dựng thương hiệu cá nhân đi, thì nghĩ là mình phải cho công chúng hiểu được lý do tại sao mà mình phải quan tâm, mình phải học hỏi, mình phải sử dụng cái thương hiệu này. Vậy thì có phải là một người muốn xây dựng một thương hiệu cá nhân tốt thì trước hết phải cho người ta biết cái lý do tại sao họ phải sử dụng mình, phải không ạ? Cảm ơn Tuyền. Dạ. Một cái câu hỏi với một cái trải nghiệm luôn nghĩ là cũng rất là thấu đáo và cũng có nhiều thương đau rồi đó. Dạ. Thì hôm nay tự nhiên mình ngồi talk với một cái chuyên gia về ngôn ngữ thì có hơi bối rối. Từ ngữ nào mà nó không được chuẩn chỉnh thì xin phép bỏ qua. Thực ra thì bản thân Luân khi tại sao Luân dấn thân vào ngành huấn luyện xây dựng thương hiệu cá nhân? Luân là một người ngay từ nhỏ luôn đặt ra một câu hỏi khi có thời gian rảnh. Tôi là ai vậy? Luân nhớ hoài luôn là ngày xưa Luân hay về ngoại chơi hồi nhỏ. Khi mà lúc mà có thời gian chơi với mọi người thì cứ tập trung chơi. Và có thời gian học là tập trung học. Nhưng mà rảnh ra không có gì làm là tự nhiên tự hỏi: ủa, mình là ai vậy ta? Sao mình sinh ra trong cuộc đời này vậy ta? Sao mình sinh ra trong cái nhà này vậy ta? Sao đây là mẹ mình vậy ta? Sao đây là cha mình vậy ta? Sao đây là ông bà mình vậy mà không phải là một người khác? Ủa, tại sao mình là anh trai mà không phải anh gái ta? Đó, mình luôn đặt những câu hỏi như vậy. Ngày xưa luôn hay hỏi cái câu hỏi này với người lớn. Cái họ nói với luôn: mày khùng hả? Tôi tưởng như mày rảnh rỗi quá, thôi đi học đi con, đi chơi đi con. Thì có một thứ được diễn ra là mình khát khao được trả lời, nhưng mà không ai trả lời cho mình hết. Và sau khi lớn lên thì mình mới phát hiện chỉ có mình mới trả lời được thôi. Người khác không trả lời. Thì cái lộ trình bản thân Luân khi Luân bắt đầu lớn lên trưởng thành thì Luân cũng đi tìm câu trả lời đó. Là mình thật sự là ai vậy? Tôi là ai vậy? Thì khi mà Luân đi tìm câu trả lời này thì Luân phát hiện ra ba câu hỏi khác. Nhỏ hơn câu đó. Em đang thật sự rất muốn nghe ba câu hỏi này. Câu thứ nhất. Tôi là ai mà người khác quy định tôi? Câu đó là Luân bắt gặp nó như thế này nè. Gia đình của Luân là một gia đình truyền thống giáo dục. Cho nên là khi mà Luân sinh ra là nó có những cái quy định. Học giỏi nha chị ạ. Học giỏi điều môn. Từ cấp 1 lên cấp 2 lên cấp 3 nhớ là học sinh giỏi cho mẹ. Để làm chi? Nở mày nở mặt với bà con hàng xóm. Sau khi học xong, sau khi học xong cấp 3 còn thi vô những trường đại học như sau. Một là bách khoa, hai là sư phạm, ba là y dược. Nhớ nha con. Tại vì thi vào những trường đó mình mới quách. Sau này á, con đi ra trường á, con làm nhà nước, nó bền vững. Rồi sau đó lấy vợ nha con. Lấy vợ môn đăng hộ đối với gia đình của mình. Lấy vợ xong rồi nhớ đẻ con. Con đầu lòng nhớ con trai nha chưa. Rồi con trai xong rồi nhớ thêm thứ nữa nè. Khi mà nuôi dưỡng nó đó thì nhớ một điều, đó là bao cái gì mà tốt nhất là dành cho nó. Rồi sau khi nó lớn lên cũng nhớ dựng vợ gả chồng, bắt cháu đem về nuôi. Để làm chi? Mày chết có người cầm hình hết cuộc đời. Đó là công thức của rất nhiều gia đình luôn. Không biết là cô Tuyền ở đây thì sao, chứ mình là như vậy đó. Thì nếu như trong cái lộ trình mà mình trở thành như vậy, không có cái chuyện gì diễn ra hết, thì mình xem đó là một cuộc đời hạnh phúc. Phải không? Cuộc đời rất là bằng phẳng, rất là yên bình. Nhưng mà trớ trêu cho tôi không có như vậy. Có nghĩa là tôi không có đạt được như vậy. Em lơ mơ dự đoán ra được điều đó. Hay quá, đúng là sự độc vị chuyên gia có khác. Thì trong cái lộ trình mà mình cũng trở thành một người như thế thì mình bị biến cố trong công việc. Cho nên mình thấy cái này không phải tôi rồi, cái nghề này là gì chứ không phải nghề của tôi. Đây là cuộc sống của ai chứ không phải của tôi. Và tự nhiên mình lại tiếp tục bị chông chênh. Chết, giờ phải làm sao ta? Giờ cuối cùng mình sẽ phải làm gì đây? Và luôn bắt gặp nó rất nhiều khi dịch Covid tới. Rất nhiều người không tin vào công việc hiện tại mình làm là mình thuộc về.
Rất nhiều người bị chới với trong chính thành viên trong gia đình mình. Không biết là bạn có nghiên cứu không, chứ trong cái đợt Covid vừa rồi có rất nhiều vợ chồng ly tán. Yeah. Bởi vì có nhiều cơ hội gặp nhau, đối diện nhau và không chấp nhận được. Họ nhận ra nhiều vấn đề trong cái mối quan hệ của họ. À, chuẩn rồi, chuẩn luôn. Yeah. Còn lúc trước là họ chỉ đi làm thôi, lâu lâu gặp nhau một lần thôi. Kiểu là như vậy. Thì mình quay trở lại câu chuyện là khi mà mình là cái người mà người khác quy định mình, mình không đủ ý thức nền tảng để mình biết mình thật sự là ai. Khi có biến cố là mình bỏ ngay và mình bị trong chân. Và đó là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai của Luân là trong kinh doanh. Thì cái khi mà Luân sáng lập ra một cái công ty về giáo dục trẻ, sau đó thì bản thân Luân, cái công ty đó nó ăn nên làm ra. Và có người muốn cổ phần hóa. Sau khi cổ phần hóa thì một thứ diễn ra như thế này. Cổ phần thì nó sẽ có ban bệ, đúng không ạ? Dạ, dạ. Chứ không có dạng như là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, mình giữ hết. Dạ. À, thì cổ phần thì nó sẽ có ban bệ, và ở trong đó nó cần một người rất quan trọng, đó là người điều hành. Dạ. Và những người cổ đông họ nói mình là anh là cái người sinh ra công ty thì chắc chắn anh là người điều hành chứ ai. Và mình tin như vậy. Và khi mà mình tin như vậy thì tư duy chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ hành động như thế. Dạ. Và sau một khoảng thời gian khoảng 3 năm thì chắc mình biết là công ty về đâu. Dạ. Điều đó có nghĩa là bản thân mình bị quy định mình trở thành một người CEO, nhưng mà mình không phải là người CEO. Bởi vì sao? Mình đâu có học gì về CEO đâu. Đúng không ạ? Mình không có nền tảng về điều hành. Mình chưa có kinh nghiệm về điều hành. Nhưng mà mình bị quy định là một người điều hành. Mình không ý thức được việc đó. Và mình tin thế là mình làm sai. Và mình làm sai nó dẫn tới mình phải trả giá. Và biến cố lại tiếp tục diễn ra. Yeah. Thì mình ý, ủa, vậy tôi thật sự có phải là một CEO không? Và khi mình trả lời không, nó dẫn nó, cái minh chứng của nó là kết quả. Kết quả nó không được như ý. Thì bản thân mình phải quay trở lại tìm mình là ai. Vậy thì cái câu đầu tiên mà nếu như mà bạn thật sự bạn không thoát khỏi mình, không có cái cơ hội hoặc là cái công cụ nhìn thấy bạn là ai để bạn có thể đánh giá bạn thuộc về cái gì, thì bạn sẽ bị quy định như thế. Khi mà em nghe anh chia sẻ đó thì em cũng cảm thấy mình rơi vào cái trường hợp như vậy. Bản thân em là một người rất là cảm xúc, tại vì em là dân học văn, rồi học ngôn ngữ, rồi làm thơ, và em cũng lân la mở doanh nghiệp. Và em cũng bị xung đột về mặt quyền lợi cũng như là về mặt điều hành. Thì cuối cùng hiện tại bản thân em cũng đang điều hành doanh nghiệp của mình với rất nhiều những cái trở trăn của một cái người mà không có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên là cũng có một vài cái anh chị đi trước có đặt ra cho em một cái giải pháp, đó là cái gì mà bạn không biết thì bạn đi học. Dạ. Thì liệu một cái người vốn dĩ không thể không có bản năng trong cái lĩnh vực đó thì mình có thể đi học không anh? Tất cả chúng ta có thể học bất cứ một việc gì. Dạ. Một cái đơn giản là có phải là ai cũng đều phải học lớp 1 không? Dạ đúng. Ai cũng đều phải học lớp 12 đúng không? Nhưng không phải ai cũng học được đại học. Dạ. Cũng không phải ai cũng học được cao đẳng. Trong cùng một lớp không phải đứa nào cũng hạng nhất. Em hiểu. Dạ. Vậy thì câu chuyện là khi chúng ta hiểu rõ được thì nó giống như cái việc chúng ta cần cù chưa đủ. Chúng ta phải có hiệu suất. Đúng không ạ? Cứ chăm chỉ cần cù là chưa đủ. Nếu như chúng ta muốn đạt được một cái mục tiêu của chúng ta một cách khôn ngoan thì chúng ta phải hiểu mình. Cho nên nhà của thời thơ ấu luôn có một doanh nghiệp xã hội, nhà của thời thơ ấu có một cái dự án dành cho các bạn từ độ tuổi 20 tới 30. Và dự án này là dự án cộng đồng miễn phí. Thấu mình, hiểu người và sống đầy ý nghĩa. Thì các bạn sẽ biết được các bạn là ai. Các bạn là ai là cái gì? Các bạn sẽ biết được năng lực lõi của các bạn là ai, giá trị lõi của các bạn là gì, để các bạn có thể tự hướng nghiệp cho mình. Rồi sau đó các bạn sẽ phù hợp với môi trường gì. Thì mình biết, nếu mình biết mình giỏi cái đó, mình tập trung vào cái việc đó để mình học tập thì nó rất nhanh. Còn nếu không là mình sẽ hoang mang trên vên. Giống như tôi đâu có thuộc về luật đâu, mà tự nhiên tôi đậu vô trường luật, tôi bắt buộc tôi phải học luật, nó khó khăn tới cỡ nào. Đó kiểu là như vậy. Thì trả lời câu hỏi đó dành cho Tuyền. Để Tuyền có thể có một cái luôn biết là
mà bạn cũng có rất là nhiều những cái thế hệ sinh viên học sinh. Yeah. Khi các bạn có những cái tham luận mà nó chuẩn xác thì Tuyền cũng có thể chia sẻ cho tất cả các bạn. Dạ. Yeah. Và cũng có giá trị ý nghĩa đối với bản thân em nữa trên hành trình mà em đang đi. À dạ. Yeah. Thì đó là cái câu hỏi đầu tiên mà anh đặt ra là chúng ta là ai, tôi là ai. Thì cái câu hỏi thứ hai là như thế nào anh hả? Nãy là câu hỏi nhỏ ha. Dạ. Yeah. Tôi là ai mà người khác quy định tôi? Tôi là ai mà người khác quy định tôi? Nếu mọi thứ trơn tru, sống hết cuộc đời vui vẻ thoải mái. Dạ. Yeah. Không trơn tru thì đến với câu thứ hai. Okay. Tôi là ai mà tôi muốn người khác biết? Tôi là ai mà tôi muốn người khác? Điều đó có nghĩa là nó đến với một cái tư duy chúng ta chủ động. Chúng ta chủ động, chúng ta muốn người khác biết chúng ta là như thế. Chúng ta chủ động, chúng ta biết, chúng ta muốn người khác biết chúng ta là một người làm trong lĩnh vực này, một người vui tính, một người cộc tính, một người dễ thương, một người đáng yêu, một người gần gũi, một người sexy, một người giỏi về cái đó, vân vân và vân vân. Và khi tôi muốn như vậy thì tôi phải hiểu một thứ, tôi phải hiểu tôi. Tức là tôi phải hiểu được năng lực của tôi, tôi phải hiểu được tính cách của tôi. Và quay lại vẫn là câu chuyện là mình phải hiểu chính mình trước. Yes. Yeah. Vậy thì khi mà bạn hiểu được điều này thì bạn sẽ trở thành cái người mà bạn muốn trở thành. Dạ. Yeah. Giống như chúng ta đi từ điểm A qua điểm B. Điểm A là chúng ta đang định vị chúng ta hiện tại. Khi chúng ta hiểu được năng lực chúng ta hiểu được giá trị chúng ta hiểu được sứ mạng của chúng ta muốn tới điểm B nào? Giống như việc là, thí dụ như Luân đi từ nhà thờ thơ ấu của Luân tới đây, Luân sẽ phải biết chỗ này nó ở đâu. Cái vị trí địa lý như thế nào, nó nằm đường nào, địa chỉ nào, để làm chi? Mình bắt Grab tới. Dạ, đúng, đúng không ạ? Thì ở trong cái lộ trình tôi là ai mà tôi muốn trở thành là mình phải biết cái điểm đó. Cái điểm đó mình càng biết rõ thì mình sẽ càng phát triển rõ và nhanh chóng đạt được mục tiêu. Còn nếu nó mơ hồ là cái điều mà mình muốn nó cũng sẽ mơ hồ. Yeah. Thì khi mà mình biết được việc đó, tôi là ai mà tôi muốn trở thành rồi, thì nó đến với một thứ là chúng ta sẽ lựa chọn cái cách để chúng ta trở thành. Dùng ví dụ, bây giờ tôi đi từ điểm A qua điểm B, tôi có điều kiện, tôi đi ô tô. Đúng. À, tôi không có điều kiện, tôi đi xe máy. Tôi không có điều kiện nữa, tôi đi bộ. Yeah. Thì cái khi mà chúng ta có được những cái điều kiện như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta tới mục tiêu được nhiều hơn. Vậy nó giống như cái việc chúng ta định vị chúng ta. Bây giờ chúng ta có cái năng lực đó không? Trở thành một MC, có năng lực lõi về ngôn từ chưa? Dạ. Yeah. Khi chúng ta hiểu chúng ta có năng lực lõi về ngôn từ rồi, chúng ta đi nhanh. Giống như chúng ta chọn ô tô vậy đó. Dạ. Yeah. Đó, còn không là nó đi lâu lắm. Kiểu là như vậy. Còn không nó sẽ là một cái sở thích của xã hội quy định. Trời ơi, cái nghề MC ta nói nó nhiều tiền quá. Rỡ. Đó, cái nghề MC nó tỏa sáng quá, nhiều người biết quá, mình thích như vậy. Nhưng mà đó chính là xã hội quy định. Coi chừng bị rơi vào câu đầu tiên. Yeah. Vậy thì đến đây chúng ta cần phải hiểu là tôi là ai mà tôi muốn trở thành. Hiểu mình và hiểu điều mà mình muốn. Yeah. Thì khi chuyện đó nó diễn ra, luôn đến với câu chuyện là xây dựng nhân hiệu cá nhân nó cũng y vậy. Nghĩa là bắt đầu từ cái câu chuyện của chính anh và anh tự xây dựng thương hiệu cho chính mình. Yeah. Và anh rút ra một cái công thức để từ đó anh có thể hỗ trợ cho người khác trên hành trình xây dựng của họ. Yeah. Yeah. Vậy thì với ba cái câu hỏi đó, liệu rằng là bản thân em có thể vận dụng luôn à? Ai cũng có thể vận dụng. Yeah. Được. Ai cũng có thể làm được. Nhưng việc đầu tiên họ phải nhận ra. Nhận ra. Có một điều mà Luân hay chia sẻ với những anh chị học viên của mình. Một trong những cái đau khổ nhất của chúng ta đó là chúng ta không biết điều chúng ta không biết. Không biết Tuyền đã từng bị rơi vào việc đó chưa? Em đang cảm thấy em rơi vào. Sau khi mà em nghe được những cái chia sẻ của anh thì em bắt đầu nhận ra cái điều mà trước đây em không biết. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, thì cho tới thời điểm ngay lúc này đây, nó vỡ ra trong đầu em cũng khá là nhiều thứ. Ok, may mắn quá. Yeah. Nó cũng có giá trị chút chút đúng không? Yeah, rất rất giá trị chứ không phải là chút chút. Yeah. Thì khi mà chúng ta chưa biết điều đó, chúng ta sẽ không sẵn sàng làm. Yeah. Giống như việc là, ủa tại sao tôi phải làm việc đó? Tại sao tôi phải ngồi đây? Tại sao tôi phải làm cái chủ series về podcast này? Yeah. Khi mà chúng ta làm như vậy, một thứ nó được diễn ra là chúng ta không biết chúng ta đi về đâu. Thì chúng ta sẽ đến với việc tôi thích thôi. Tôi thích vậy, tôi nghĩ là nó vậy đó. Yeah. Thì nó sẽ vậy. Thì để cho cái việc này nó được hiệu quả hơn thì chúng ta cần phải xác tính và rõ nét về cái bản đồ để chúng ta đi tới.
đó thì nó sẽ giá trị hơn rất là nhiều, và nó đỡ công, đỡ nó làm cho chúng ta đỡ tốn công, đỡ tốn sức, và chúng ta sẽ dấn thân một cách quyết liệt hơn. Còn nếu không là bản thân của chúng ta sẽ bị, đặc biệt là những người khởi nghiệp, một cái nghiên cứu chung của rất nhiều anh chị khởi nghiệp, tại sao mà dân khởi nghiệp bỏ cuộc? Có phải vì vốn không? Có phải vì mối quan hệ không? Có phải vì năng lực không? Thì trả lại cái kết quả không phải vì điều đó nhiều, mà cái nhiều nhất là họ nản chí anh hùng. Mục tiêu. Tức là họ bỏ cuộc, họ mệt quá, họ chán nản quá, bởi vì họ không biết họ đi tới đâu. Kiểu nó là vậy. Bạn hãy tưởng tượng hình dung dân khởi nghiệp mà chưa có sẵn sàng về kỹ năng, về tư duy á, là một cái người rất thích tắm biển. Bơi. Cái anh ta đi lên trên anh ta đi lên trên một cái gọi là cái đỉnh núi gần với biển, anh ta nhảy xuống đó. Nhảy xuống. Mà anh ta chỉ có độc nhất một thứ thôi, là cái quần tà lõn. Không có trang bị gì hết. Không có bất kỳ một cái gì cả, và anh ta chỉ có cái ý tưởng là tôi muốn bơi dưới cái biển này. Thì bạn hình dung tưởng tượng khi anh ta nhảy xuống thì điều gì diễn ra rồi đó. Thì việc anh ta đã nhảy xuống rồi, anh ta phải làm là bơi thôi. Bơi. Mà mình không biết mình bơi đi về đâu nữa. Đó, đó chính là vấn đề. Vậy thì cái câu chuyện được diễn ra là nếu như chúng ta không rõ ràng điều chúng ta muốn, là chúng ta rất là dễ bị rơi vào tình trạng như vậy. Vậy để trả lời câu hỏi thứ hai cực kỳ quan trọng là phải biết điều chúng ta muốn và chúng ta có năng lực thuộc về nó không. Liệu có phải rằng đó chính là cái khái niệm SMART goal, cái mục tiêu thông minh mà rất nhiều những khóa học phát triển bản thân người ta hay nhắc tới không mình? Kiểu là mình phải có một cái mục tiêu có thể định lượng được, có thể có thời hạn, rồi nó phải rõ ràng chẳng hạn, phải vậy không ạ? Cá nhân luôn thì đó là một cái khái niệm, một cái định nghĩa, và khi chúng ta tiếp nhận thì nó chính là thông tin. Nhưng mà mỗi một người sẽ có một cái bộ lọc phễu khác nhau để chúng ta xử lý xong thông tin phù hợp. Thì luôn sử dụng từ nó đơn giản, nó hay lúa hơn chút. Thì đó chính là một, nó là một cái, trước khi bạn làm một cái điều gì đó, bạn ngồi, bạn dành thời gian cho bạn, bạn vẽ ra một cái bức tranh. Ở chỗ đó bạn được cái gì, bạn có cái gì, bạn mất cái gì, và ngay chỗ đó bạn có sung sướng không. Cái việc này rất quan trọng nha. Tại vì khi bạn sung sướng, sung sướng ở đây hiểu một cái ngữ nghĩa là mình cảm thấy vô cùng vui, mình cảm thấy vô cùng wow, mình cảm thấy vô cùng hài lòng, để mình nuôi được cái ý chí của mình đi tiếp, thì mình dành thời gian để mình làm việc đó. Mình hãy quyết định. Bức tranh của tương lai càng rõ, tức là cái mục tiêu nó càng rõ, động lực càng lớn. Bức tranh càng mơ hồ, động lực càng thấp dần. Đặc biệt nếu nó, khi mà hành trình của chúng ta làm nó có bất kỳ một cái bất trắc gì đó nó diễn ra, chúng ta dễ dàng bị bỏ cuộc. Làm vì thích thì nó ngắn hạn. Nhưng mà không thích mà làm mới là bản lĩnh. Và những người thành công chỉ là những người, cái đó tôi không thích nhưng tôi cũng làm. Bởi vì người ta thấy được cái điều người ta muốn rồi. Em hỏi một câu nó sẽ mang tính cá nhân của em. Bởi vì có thể là nó sẽ mang tính cá nhân của em, nhưng mà nếu như một bạn nào đó đang trong cái hành trình giống như em, thì chắc là các bạn đó cũng sẽ có cái bài học thông qua cái case này. Như chính em hồi nãy em cũng có chia sẻ với anh, thì em rất là khao khát được trở thành một chuyên gia, chuyên gia trong cái lĩnh vực ngôn ngữ, và hiện tại thì em cũng đang thực hiện những cái bước mà em nghĩ rằng ở thời điểm này em nghĩ rằng là nó sẽ hỗ trợ cho cái thương hiệu chuyên gia của mình. Ví dụ như là em sẽ học sâu hơn về lĩnh vực ngôn ngữ học, rồi em sẽ kết nối với lại những anh chị trong lĩnh vực giáo dục và ngôn ngữ học, rồi em bắt đầu đi diễn thuyết, em bắt đầu nhận đi dạy ở rất là nhiều nơi chốn khác nhau, và đã bắt đầu được gọi là diễn giả. Tuy nhiên đúng là trên thị trường hiện tại, gọi là nếu như mình nhìn trong một cái top of mind ấy, nghĩa là cái thứ mà người ta sẽ nghĩ tới đầu tiên trong cái giới chuyên gia về mặt ngôn ngữ ấy, thì chưa có em. Các bạn chưa biết tới em nhiều. Vậy thì em đang sai ở điểm nào? Tại sao định nghĩa là sai? Em cảm thấy nó hơi có một cái gì đó trong trên, và nếu mà nó đã là trong trên rồi thì có lẽ là bị đứt gãy một phần nào đó trên cái hành trình em đang đi. Thì em hỏi lại cái câu hỏi của em. Nghĩa là em đang đi rất nhiều nơi, em làm rất nhiều thứ, em gặp rất nhiều người, và em dành thời gian, mặc dù là em dành thời gian cho cái lĩnh vực ngôn ngữ,
nhưng có vẻ là em đang cũng chia khá là nhiều cái năng lượng của mình ở khắp nơi. Ok, cảm ơn câu hỏi. Đây là kinh nghiệm và những điều mà anh đã trải qua. Thực ra ở đây chúng ta không có đúng sai, mà chúng ta sẽ đến với việc là chúng ta xem có phù hợp với mình không. Tại điều này nó quan trọng. Việc đầu tiên mà trong cuộc hành trình này em cần phải hiểu, em muốn trở thành một chuyên gia ngôn ngữ để làm gì? Bây giờ em trả lời câu hỏi đó luôn nha. Nghĩa là xuất phát từ cái bản thân em. Bản thân em trước đây đã từng cảm nhận, đã từng lắng nghe những cái câu nói, những cái lời nói, những cách sử dụng ngôn từ của người khác khiến cho mình bị tổn thương. Và sau rất là nhiều lần như vậy, em mới nhận ra một điều rằng cái cách sử dụng ngôn từ nó rất là quan trọng. Nó có thể là một con dao hai lưỡi, nó có thể là một người bạn đồng hành với mình trên hành trình mình đi, hoặc là nó cũng có thể trở thành một cái kẻ thù, nó quay lại, nó lấn át mình. Nếu mà mình sử dụng ngôn từ tốt thì mình có thể có được những cái thành công trong cuộc sống, trong sự nghiệp, trong những cái mối quan hệ, trong sự đàm phán, trong việc nói với công chúng chẳng hạn. Nhưng nếu mình là một cái người không biết cách vận dụng ngôn từ thì có thể cuộc sống của mình nó sẽ đi theo những cái hướng nó không có lạc quan cho lắm. Vậy thì em bắt đầu nghiên cứu nhiều hơn về ngôn từ, và em muốn nói cho những người xung quanh của mình biết rằng cái giá trị thật sự của ngôn từ là gì, cái kỹ thuật sử dụng nó là gì, và làm thế nào để mình có thể làm đầy cái vốn từ, làm cho từ của mình trở nên truyền cảm hứng hơn. Đó, em rất khao khát được làm cái điều đó. Đấy thật, là điều đầu tiên. Thật là rõ nét. Thật quá tuyệt vời, chúc mừng em. Mình hiểu được cái điều mà mình muốn làm. Đó là một trong những tiêu chí để chúng ta bắt đầu. Vậy chúng ta cũng có năng lực đó, đúng không? Chúng ta thích cái đó, chúng ta thấy chúng ta được việc ở đó. Thì có một cái khái niệm về một cái khái niệm về đam mê và thành công. Giống như là quả trứng và con gà, cái nào có trước vậy? Đam mê có trước hay là thành công có trước? Thì mình thì nghiêng về hướng là thành công có trước rồi sau đó mới tới đam mê. Bởi vì khi chúng ta có được một cái thành quả nhất định thì chúng ta mới thích làm tiếp. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Tại vì nó chứng minh cho cái việc mà chúng ta mê nó có kết quả và chúng ta có năng lực đó. Thì mình nghĩ như vậy. Thì quay trở lại câu chuyện, em đã trả lời được điều đó rất tốt. Câu thứ hai em cần phải trả lời. Ai là người cần em giúp đỡ mấy cái đó? Đây mới bắt đầu là một cái câu hỏi khó cho em. Và em nghĩ là chắc những người đang xây dựng thương hiệu mà đang lạc đường như em cũng bị như thế. Đó là em cảm thấy mình có thể giúp nhiều người. Em cảm thấy năng lực của em có thể giúp từ em bé 3 tuổi, rồi em có thể giúp được các bạn cấp 1, cấp 2. Rồi em cũng đi nói chuyện với lại học sinh cấp 3. Rồi em cũng có học viên là sinh viên đại học. Và thậm chí em có những cái lớp mà em có dạy những anh chị lớn tuổi hơn, là những anh chị là cũng là doanh nhân, rồi các cô chú khoảng 60, 65. Thì nghĩa là cái phổ nó rất là rộng. Và lần nào em nói thì em cũng cảm thấy đầy cảm hứng hết. Em rất là vui và em rất là em thấm đắm chìm trong cái flow đó đó anh. Và mọi người cũng mê mình nữa. Nhưng mà cuối cùng em không biết là ai sẽ là người thật sự là nhận nhiều giá trị nhất từ mình. Thì việc này nó sẽ dẫn tới một việc là thường khi mà chúng ta gieo hạt đó, là chúng ta chỉ có việc gieo thôi, vung vãi à. Nhưng nó đến với một thứ là không phải hạt nào mà nó rơi ở mảnh đất nào nó cũng lên mầm lên trái. Phải không ạ? Thì chúng ta sẽ có một cái tư duy là chúng ta phải chọn cái mảnh đất và nó phù hợp với cái hạt của chúng ta để chúng ta gieo trồng. Thì đây là một năng lực. Chúng ta phải biết được cái người mà chúng ta thật sự cần giúp đỡ là ai, và cái người đó có thể giúp đỡ được người khác. Anh ví dụ, em có rất nhiều đối tượng khác nhau. Đó là năng lực của em. Nhưng chúng ta hay bị rơi vào việc là chúng ta cho nhiều quá. Giống như việc là tôi thấy phở ngon quá, cái tôi giới thiệu cho một cái ông, ngày hôm nay em sẽ dẫn anh đi ăn phở. Trớ trêu này em thích ăn cơm tấm. Dạ rồi. Thì khi mà mình trao như vậy á, cái món thức ăn nó rất là ngon, nó qua người đó nó lại trở nên không ngon. Và đó chính là giá trị cảm nhận. Họ sẽ không có cảm nhận được việc đó. Họ không thấy quý cái đó, họ không thấy thích cái đó.
Nhưng mà ở góc độ của mình cái đó rất ngon. Anh ví dụ, em đào tạo cho thiếu nhi, em thấy rất tốt, phụ huynh cũng thấy tốt, tụi nhỏ thấy tốt không? Không chắc điều đó. Chúng ta chọn lựa là một thứ mà con người của chúng ta hoàn toàn có quyền tự do duy nhất. Không ai buộc chúng ta phải chọn cái khác ngoại trừ chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì em, khi mà em có nhiều sự lựa chọn như vậy, em sẽ đến với câu chuyện, em hãy đặt ra một câu hỏi cá nhân anh. Em muốn giúp đỡ người nào nhất và người đó cần em nhất? Câu hỏi thứ ba hả anh? Em muốn giúp đỡ người nào nhất và người đó cần em nhất? Chính bởi vì là em chưa trả lời được câu hỏi thứ hai, cho nên câu hỏi thứ ba của em cũng đang là một cái cánh cửa đóng. Và rõ ràng là sau cái ngày hôm nay khi mà em trò chuyện với anh xong thì em về là em phải vạch ra những cái yếu tố thật sự để mà mình xây dựng lại chính mình. Em cũng chia sẻ với anh là mới ngày hôm qua thôi thì em cũng mới vừa đăng một cái status trên mạng. Đó là hôm trước thì em có đến với câu lạc bộ MC nhà văn hóa sinh viên và em nói về câu chuyện giả mã những cái bí mật của ngôn từ và các bạn rất là thích. Và các bạn cho em thấy là các bạn rất cần em. Và em rất vui vì điều đó, em rất hạnh phúc vì điều đó, em cười rất là nhiều. Nhưng cũng ngay sau đó em đến với một câu lạc bộ khác, ở một cái nơi chốn khác. Và dường như cái thứ mà em trao đi, các bạn không biết đón nhận. Các bạn không muốn đón nhận. Các bạn cảm thấy nó không có giá trị. Thì vô hình trung nó khiến cho em bị rơi, giống như là mình đang ở trên đỉnh á, cái xong mình tuột xuống thung lũng. Và cái cảm xúc đó em thật sự không muốn bao giờ. Em thật sự không muốn và em rất thật sự muốn đến những cái nơi mà người ta cần nghe câu chuyện mà mình nói, cần những cái giá trị mà mình trao đó. Và hành trình của em đi, em vẫn đang tìm coi thật sự cái nơi đó là nơi nào. Rất khó, em cảm thấy vô cùng khó luôn á anh đó. Thì có cái cách nào để mà mình tìm ra được cái đối tượng đó không anh, chứ thật sự rất khó. Ok, có một cách đơn giản. Ngay lúc này em có thể làm được luôn. Cái người mà, cái đối tượng mà em chia sẻ họ nhận việc đó đó, mà họ cảm thấy hứng thú á, em hãy miêu tả chân dung của họ. Chân dung của họ? Họ nhiêu tuổi? Họ nam hay nữ? Họ làm ngành nghề gì? Hoặc họ học trường gì? Tri thức của họ ra sao? Dòng tiền của họ thế nào? Họ ở đâu? Thì khi em hiểu được việc đó, em sẽ chỉ tập trung vào đối tượng đó. Anh ví dụ, về mặt ngôn từ của em, anh thấy có những cái đối tượng sau đây họ rất cần. Một, huấn luyện đào tạo. Dân huấn luyện đào tạo họ rất cần ngôn từ, đúng không ạ? Nhưng mà không phải ai cũng dùng được ngôn từ tốt. Thứ hai, một trong những người cũng rất cần việc này luôn, đó chính là những nhà quản lý cấp cao, lãnh đạo. Bởi vì họ phải truyền cảm hứng cho đội ngũ họ. Và họ phải truyền thông cái định hướng mục tiêu của họ cho đội ngũ. Nếu không có cái mục, nếu không có những ngôn từ tốt thì họ sẽ không dẫn dắt được. Đúng không nào? Đó là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba, cái người này thì không có giống mấy người đó, nhưng mà cái người này cũng rất cần ngôn từ. Những người bán hàng. Sale. Những người bán hàng, họ có thể bán hàng telephone, họ có thể live stream bán hàng online. Đúng không nào? Và họ rất cần ngôn từ. Thì chính ngôn từ mình cũng biết, anh hoàn toàn đồng ý với em về sức mạnh của ngôn từ. Và có một thứ được diễn ra nữa, tại vì anh cũng là một cái người fan của ngôn từ tiếng Việt. Và chúng ta biết là tiếng Việt của chúng ta là một trong những ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới. Và tiếng Việt của chúng ta đa ngữ nghĩa, mà cũng chính vì điều đó cho nên nó mới đẹp. Và tiếng mẹ đẻ nó quyết định tư duy của quốc gia. Nhờ tiếng mẹ đẻ đó cho nên mới tạo ra những con người Việt như thế. Tiếng Mỹ thì tạo ra người Mỹ, đúng không ạ? Tiếng Anh tạo ra người Anh. Kha khun kha là tạo ra Thái Lan. Đúng không ạ? Tụi em gọi là cảm thức ngôn ngữ. Cái đó hay là mà. cái thuộc về cái văn hóa, cái nền tảng của cái quốc gia đó. Hay nó mà. Được cái ngôn ngữ quy định luôn. Hôm nào chắc phải lĩnh hội qua lớp gần nhất là lớp nào để đi qua đăng ký học. em đang định là sẽ mời anh về làm giảng viên của tụi em, là em đang thỉnh giảng anh về tụi em. Cảm ơn nhà ý này. Thì anh lại quay trở lại cái câu chuyện của em, thì góc nhìn của anh khi anh tiếp cận với đa đối tượng như vậy, thì anh thấy những người đó họ rất cần. Và khi họ cần thì
họ là người lãnh đạo và họ là cái người truyền thông tin đi nhiều. Cho nên họ chính là testimonial, họ chính là cái case study, là cái hình mẫu để em có thể thông qua họ truyền cảm hứng cho những đối tượng khác, ngôn từ nó hay như vậy đó. Dạ. Và lúc đó thì anh định nghĩa là chúng ta không đi cung cấp cái chúng ta có nữa, mà chúng ta đi cung cấp cái mà người khác cần. Nó giống như cái việc, cái câu chuyện mà tô phở với lại dĩa cơm tấm. Dạ, dạ em hiểu. Vậy thì chúng ta phải chuyển hóa cái năng lực của chúng ta nó phù hợp với nhu cầu của đối tượng đó. Chứ không phải là chúng ta có cái gì chúng ta chia sẻ cái đó. Vậy chúng ta phải thật là hiểu cái đối tượng chúng ta cần cái gì. Thí dụ một người lãnh đạo họ cần gì, họ cần truyền cảm hứng. Dạ. Vậy thì ngôn từ phải cung cấp được làm sao để họ truyền cảm hứng. Vậy chúng ta phải thiết kế ra một cái khóa học hoặc là một cái workshop hoặc một talk show gì đó để họ nhận ra được việc đó. Và tương tự giống y chang như thế. Thì thế là em xác định được đúng cái đối tượng mà họ cần em. Và em cũng sẽ phải xác định được, định vị đúng cái điều mà mình cung cấp cho họ. Để khi nhắc tới cô Tuyền là doanh nhân sẽ nhắc tới: ôi ông nói chuyện lắp bắp quá, làm sao ông lãnh đạo được, qua gặp cô Tuyền đi. Yeah. Đúng không ạ? Thì nó đến với một chuyện là chúng ta không tự định vị mình, mà chúng ta sẽ để cho thị trường, đối tượng mà chúng ta muốn định vị chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta làm việc đó, chúng ta mới giúp được cho người khác. Dạ, yeah. Em hiểu. Dạ, hình dung tới đây đúng không ạ? Dạ, em đã hình dung được. Và em cũng đừng quá tự ti, bởi vì có rất nhiều người chuyên gia cũng giống em. Tại câu chuyện này là một câu chuyện là chúng ta đứng ở góc nhìn chuyên gia. Dạ, yeah. Chứ chúng ta chưa đứng ở góc nhìn thị trường. Thì chắc là em biết cái vòng tròn Ikigai. Dạ em biết. Thì khi mà chúng ta biết được vòng tròn Ikigai thì chúng ta sẽ hiểu được một thứ là chúng ta phải chuyển hóa năng lực của chúng ta phù hợp năng lực của đối tượng, cuối cùng là thị trường có cần không. Dạ. Thì thế là chúng ta sẽ ra được chúng ta muốn, chúng ta là ai. Phải không ạ? Tại vì giờ tôi rất là giỏi mà không ai cần tôi hết, tôi ở nhà thôi. Tôi đâu có giúp được ai đâu. Sau khi mà anh nói xong thì em gỡ rối được khá là nhiều, rất nhiều những thứ nó đang rất là hoang mang trong lòng em từ lâu rồi. Và rõ ràng những cái chia sẻ của anh ở góc độ là một chuyên gia về mặt xây dựng nhân hiệu nó thật sự rất có giá trị với em. Nghe cái câu chuyện của chính em thì những bạn giống như em cũng sẽ có cái khả năng đó. Tự định vị là chính mình, mà thiệt sự là em có cái nỗi tự ti đó, có cái sự tự ti đó nó không đến từ cái việc là năng lực của mình không có. Mình có năng lực nhưng mà mình nghĩ là ủa liệu người ta có cần tới mình không? Yeah. Dạ, liệu bây giờ cái anh chị đó là doanh nhân rồi, cái anh chị đó rất là nổi tiếng chẳng hạn, rồi họ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn khác nhau. Yeah. Rồi mình là ai trong số đó? Mình là cái gì trong mắt họ? Đó, đôi khi em đó, cho nên đứng trước sinh viên thì có thể là mình sẽ rất là tự tin, rất là hoạt ngôn, nhưng mà một chút xíu sự tự ti yeah. khi mà đứng trước những cái nguồn năng lượng mà nó lớn hơn mình. Yeah. Đó, thì liệu rằng có cái cách nào để mình hóa giải không anh hả? Có hai góc nhìn về kinh nghiệm thôi. Yeah. Cũng chia sẻ với Tuyền. Cái thứ nhất, cái điều mà em đang gặp phải á, anh gọi nó là nỗi sợ. Có nỗi sợ, em xác định điều đó. Vì nỗi sợ xuất hiện cho nên chúng ta không có dám làm việc đó. Dạ. Yeah. Phải không ạ? Dạ. Yeah. Mà khi mà tại sao có nỗi sợ? Bởi vì chúng ta không có thông tin về nó. Em hiểu rồi. Có nghĩa là chúng ta chưa từng làm việc đó, nhưng chúng ta thấy cái đó là chúng ta cứ nghĩ như vậy. Có nghĩa là chúng ta nghĩ một chiều. Thì cá nhân anh có một công thức giải quyết nỗi sợ. Đó là thay vì chúng ta làm việc đó thì chúng ta dứt. Nó giống như một cái khái niệm của người bán hàng vậy đó. Cái ngữ nghĩa cũng nói về ngôn từ ha. Tiếng Anh của bán hàng là sell đúng không nào? Nhưng mà ngữ nghĩa gốc của tiếng Anh á, là selling. Tức là từ cổ của tiếng Anh á, là selling. Selling. Mà selling là cho đi. Yeah. Là cái người cho đi. Nó giống như em đổi định vị gì đó. Giờ em đi ra bên ngoài, em thấy một cái người lớn tuổi đang đi, họ đang đi xin. Em tới, em cho họ tiền, em cho họ đồ ăn. Vậy có phải là em rất là sẵn lòng làm việc đó? Và khi em làm xong, em thấy rất vui đúng không? Dạ đúng.
À, đó chính là định vị. Mình định vị mình là người cho đi. Vậy có phải cái điều mà em đang làm là em đang cho đi không? Ông trời ông cũng cho phép điều đó. Ôi, trời. Hết hồn. Vậy thì tới đây anh muốn được chia sẻ với em là khi chúng ta có nỗi sợ bởi vì do hệ giá trị niềm tin cũ của chúng ta quy định chúng ta như vậy. Dạ. Yeah. Chúng ta không có dám bước phá bước ra khỏi chỗ đó. Cho nên là nó vẫn ở đó thôi. Phải không ạ? À? Và sợ thì vẫn sợ. Hãy chuyển đổi định vị trước. Tôi có thể giúp được, tôi có thể giúp được gì trong thị trường này? Và tôi hết mình với việc đó. Những người khác đang làm công tác của họ, đó là sứ mệnh của họ. Tôi có sứ mệnh của tôi. Nó tự tin giống như việc em trao cho sinh viên, em nghĩ là họ cần vậy đó. Đổi định vị. Bởi vì sao? Định vị quyết định địa vị. Định vị quyết định địa vị. Wow. Em định vị em là ai, địa vị em ở đó. Nếu em chỉ định vị em, tôi có chỉ có thể giúp cho sinh viên thôi, thì em vẫn ở đó. Nhưng tôi có thể giúp cho doanh nhân, tôi có thể giúp cho những người quản lý cao cấp, em sẽ ở đó. Bởi vì sao? Em sẽ hướng tới đó. Vậy thì em vượt qua được cái nỗi sợ là à, tôi muốn giúp cho những người đó, tôi tìm những gì mà những người đó họ đang gặp phải và tôi trao giải pháp cho họ. Vậy em có phải là một người seller chưa? Dạ. Không phải là một người seller nữa. Dạ. Vượt qua khỏi nỗi sợ của mình là từ khóa đầu tiên. Thứ hai là chúng ta sẽ phải thay đổi niềm tin giới hạn. Chính niềm tin giới hạn nó làm cho em không làm điều mới. Em không dám làm điều mới. Hãy cho phép mình thử làm việc đó. Vậy thì khi cho phép thì chúng ta đến với cái gì? Nếu làm điều đó, cái điều tồi tệ nhất nó diễn ra là cái gì? Điều tồi tệ nhất diễn ra, người ta không chấp nhận mình. Em có chết không? Dạ không. Em có mất tiền không? Không. Có thể mất một vài. Dạ. Nó có ảnh hưởng gì tới gia đình em không? Không. Nó được nhiều không nếu nó đạt thành? Rất nhiều. Em chọn đi. Dạ. Đồng ý không nào? Dạ, đó. Khi chúng ta rõ ràng được việc đó, chúng ta sẽ biết chúng ta làm gì. Dạ, rất là tuyệt vời luôn. Thật sự luôn á anh, là cho tới thời điểm bây giờ, ngay khoảnh khắc này, em có giống như là có một cái gì đó nó ngộ ra trong đầu em á. Tại vì hồi nãy em có nhắc tới anh về cái anh nhà văn bạn của em, rồi cũng có rất là nhiều bạn MC là mentee của em. Các bạn nói là chị ơi, những cái mà chị dạy tụi em rất hay. Và em nghĩ rằng là anh nghĩ rằng là Tuyền nên chọn một cái đối tượng nó gọi là cần em hơn á, giống như kiểu là các anh chị doanh nhân nè, những anh chị làm về trainer, em có thể làm những cái khóa là trainer. Thế thí dụ như vậy. Cái nói thôi không dám đâu, tại vì là khi mà tôi nói với sinh viên thì tôi thấy ánh mắt của các bạn sinh viên rất là khao khát, lấp lánh rồi muốn nghe tôi nói. Còn trong khi mà tôi bước vào một cái chỗ nào đó quá nhiều những người nổi tiếng, hoặc là quá nhiều những người mà cái địa vị xã hội họ lớn quá, thì tự nhiên tôi thấy tôi rất là nhỏ bé. Mà em phát hiện ra là cái năng lượng của mình nó đi tới đâu thì cái sự tự tin của mình nó đi tới đó. Ví dụ như hồi xưa em đi chụp hình với lại, nếu em đứng chụp hình với lại các học viên của em thì em đứng dõng dạc là em thẳng người lên nè. Nhưng thí dụ có lần em đứng chụp với lại chị Lê Đỗ Quỳnh Hương, rồi có lần em đứng chụp với lại chị Đỗ Thụy, những anh chị lớn trong nghề, cái em đứng rút gì nè anh, cái kiểu vậy đó. Thì em đang bị như vậy, nhưng mà rõ ràng là em đã từng tự mình phá vỡ những giới hạn của mình. Ví dụ như trước đây em đâu có dám đứng để mà diễn thuyết trước sinh viên đâu, nhưng mà bây giờ em làm được. Đó. Tuy nhiên đúng là qua được cái cánh cửa này, cái nó lại tiếp tục tới một cánh cửa khác. Và ngày hôm nay chính là cái ngày mà em nghĩ khi mà một người học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện. Và em không biết rằng là em có được nhận thành làm học trò của anh không, nhưng mà ngày hôm nay anh đã cho em một bài học rất đáng giá trong cái lĩnh vực xây dựng thương hiệu cá nhân. Chắc là em biết cái bánh xe cuộc đời. Dạ em biết. Dạ. Thì trong bánh xe cuộc đời đó, khi mà chúng ta đạt thành được những cái mảnh ghép của bánh xe cuộc đời thì cuộc sống của chúng ta mới cân bằng. Đúng không ạ? Yeah. Và thường những người chuyên gia khi bắt đầu họ lớn dần lên thì những nhu cầu sau đây của họ xuất hiện. Nhu cầu thứ nhất là nhu cầu được cống hiến. Cống hiến. Nhu cầu thứ hai là nhu cầu được phát triển bản thân. Tức là được học hỏi thêm. Phải không ạ? Vậy thì khi chúng ta có nhu cầu đó, tức là phải có nhu cầu đó nha, thì cái chuyện xây dựng nhân hiệu nó mới diễn ra. Luôn nói về nhóm chuyên gia nha. Tại sao?
Khi bạn xây dựng nhân hiệu là bạn đang phát triển bản thân. Bởi vì sao? Cái chiến lược xây dựng nhân hiệu là bạn cho đi chứ không phải là bạn nhận lại. Nó đánh vào tâm lý của con người. Nhân hiệu hay còn gọi là thương hiệu cá nhân. Mà thương hiệu là cái hiệu làm cho người ta thương. Cái hiệu làm cho người ta thương. Và khi mà mình cho đi, mình giúp đỡ nhiều người, họ sẽ thương mình nhiều hơn. Mà khi họ thương mình nhiều hơn thì mình buộc phải cho tiếp. Nếu như chúng ta không có cái để cho thì làm sao mà chúng ta đáp ứng được nhu cầu giao hàng? Vậy thì có phải là chúng ta phải phát triển chúng ta lên, đúng không nào? Thì phát triển ở đây nó sẽ đến với một cái thiên hướng là luân định nghĩa đào tạo, là đào càng sâu thì tạo ra càng chất. Thì bạn càng đào sâu về chuyên môn của bạn bao nhiêu thì bạn tạo ra giá trị, chất lượng và nhiều bấy nhiêu. Có phải là đáp ứng được nhu cầu của phát triển bản thân chưa? Chính xác à. Thứ hai, khi bạn càng sâu á, bạn mới giúp được nhiều người và bạn mới cống hiến được, đúng không ạ? Còn không là nó chỉ vớt phán ở trên thôi, bạn chỉ giải quyết được phần ngọn thôi. Vậy thì khi bạn xây dựng nhân hiệu cá nhân, bạn trở thành một người chuyên gia, chính bạn là người được trước. Đồng ý không nào? Và khi chúng ta cho càng nhiều, nghĩa là giá trị của chúng ta càng tăng lớn. Mà giá trị lớn là trị giá lớn. Đúng không ạ? Giá trị lớn, trị giá lớn nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ là hình ảnh đơn giản thôi nè. Bạn là người MC, bạn có tiếng giá bạn khác nha. Có cái thương hiệu, có nem, có nem trên thị trường. Ca sĩ cũng vậy, đúng không nào? Tức là ai cũng như vậy cả, kể cả một người trainer. Bạn có nhiều người biết trong lĩnh vực của bạn, nói tới bạn ai cũng biết hết, giá bạn khác. Vậy thì đó chính là cái chỗ này, là chỗ gì? Khi chúng ta cho càng nhiều, giá trị chúng ta càng tăng, chúng ta càng đào sâu, chúng ta là cái đó. Chúng ta ở vị trí đó, to be not to have. Chúng ta là cái đó chứ không phải chúng ta chỉ có cái đó không, thì chúng ta có giá. Và khi chúng ta có giá rồi, chúng ta sẽ đến với, chúng ta có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình. Và khi chúng ta có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình thì trời, chúng ta tha hồ mà giúp đỡ người khác. Thì nói tới đây, chắc là em cũng có một số những cái góc nhìn cá nhân nhất định em cần phải lựa chọn nó như thế nào. Đúng không ạ? Đó, một vài chia sẻ. Em cảm ơn anh. Những chia sẻ mà em nghĩ rằng là mình chắc cũng phải mất, nếu như mà hôm ngày hôm nay không gặp anh, chứ em cũng phải mất khoảng chừng 5 năm nữa để em lăn lộn trên cái thị trường này. Để mà có thể tìm ra được những cái công thức đó. Rõ ràng là có những thứ mà mình có thể tự mình tìm tòi ra, nhưng nếu có ai đó chỉ cho mình thì mình sẽ đi nhanh hơn. Và em rất cảm ơn anh vì điều này. Và những điều mà anh chia sẻ thật sự là không chỉ đối với chính em đâu, mà ở ngoài kia có các bạn là học sinh sinh viên, hoặc thậm chí là những anh chị làm cái lĩnh vực đào tạo giống như em, thì mọi người cũng đang rất cần. Và họ sẽ có, em nghĩ rằng là họ sẽ có thêm những cái kinh nghiệm trúc tỉa từ chính cái podcast mà ngày hôm nay hai anh em mình đang trò chuyện. Cảm ơn Tuyền đã cho phép mình trả lời những câu hỏi như thế này. Rất là tuyệt vời, anh ơi, rất giá trị luôn á. Em thật sự là em rất cảm ơn anh vì ngày hôm nay anh đến với em. Rất cảm ơn anh đến với trường quay này và với tất cả các bạn ở đây, mà anh thấy nãy giờ các bạn ngồi rất là say mê và các bạn còn đang rất trẻ. Và em nghĩ rằng là khi mà các bạn đến với những cái buổi như thế này là không chỉ là đang tác nghiệp mà các bạn đang học được rất là nhiều thứ. Thấy điều đó. Và có một cái câu hỏi mà em sẽ hỏi các anh chị khách mời của mình trước khi mà chúng ta khép lại cái buổi podcast trò chuyện nho nhỏ ngày hôm nay. Đó là nếu như anh được phép lựa chọn một cái thông điệp duy nhất thôi, một thông điệp cốt lõi, anh rút tỉa cả một cái hành trình mà anh đi, để mà anh chia sẻ lại với người mentee của mình, với học viên của mình trước khi mà mình về hưu, thì anh sẽ nói gì với họ? Hãy thấu mình, hiểu người và sống đời ý nghĩa. Thấu mình, hiểu người và sống một cuộc đời ý nghĩa. Em nghĩ đầu tiên luôn luôn xuất phát từ cái việc là quay trở lại chính mình và tìm hiểu coi mình là ai trước cái đó. Và khi mà bạn làm được việc đó thì tất cả những thứ xung quanh cuộc sống của bạn, bạn sẽ chủ động. Và Bác Hồ nói rồi, độc lập tự do mới hạnh phúc. Em cũng rất là thích câu đó. Bác Hồ giống như là idol của em vậy. Vậy thì chúng ta muốn độc lập, chúng ta muốn tự do, chúng ta muốn hạnh phúc thì chúng ta phải đi từ những viên gạch nền tảng đầu tiên. Chúng ta đừng hướng ra ngoài nữa. Chúng ta hãy hướng vào bên trong mình. Chúng ta hãy thấu mình trước đi. Thấu ở đây không chỉ là biết mình thôi nha. Ví dụ như có nhiều người biết mình, ví dụ Luân hỏi là các bạn có biết là thông thường á,
là chúng ta có hai hàm. Hàm nào di chuyển được, hàm nào không, có nhiều người không biết. Nói đơn giản vậy thôi. Em đâu biết đâu. Chúng ta có biết được rằng hai cái tay của chúng ta nó không đều không? Cái này em biết. Dạ đúng không ạ? Dạ. Đó thì chúng ta chỉ cần quay trở lại chính mình, tất cả những cái đáp án khác nó sẽ xuất hiện. Dạ. Dạ, vậy thì đầu tiên là hãy thấu mình trước. Sau đó hiểu người, bởi vì chúng ta sống xã hội loài người mà. Dạ. Rồi sau khi chúng ta hiểu được người khác, chúng ta muốn chúng ta có ích trong cuộc sống này như thế nào, thì chúng ta chọn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Và thật ra cái tư tưởng này là tư tưởng của người Việt Nam nói chung và của người châu Á nói riêng. Cho nên nó mới có đám dỗ đó em. Dạ. Để nhìn lại cái không biết làm sao đúng không? Thì nó là vậy. Người Việt Nam của mình nói riêng á, hay là người phương Đông nói chung á, chúng ta có một cái tư duy là hổ chết thì để da, người ta chết để tiến. Dạ đúng. Có nghĩa là chúng ta không có trọng sinh mà chúng ta trọng tử. Vì chúng ta trọng tử cho nên là chúng ta mới lưu dấu cái chết. Để làm chi? Sau này con cháu còn nhớ tới mình. Và tư duy đó nó áp dụng vào trong cái thông điệp sống. Thấu mình, hiểu người, hãy sống để ý nghĩa đi. Và sống để ý nghĩa trước là cho mình, sau đó mới cho người khác. Chúng ta muốn chúng ta thác đi nhiều người tới tham dự, hay chúng ta thác đi trời ơi tôi chết lẹ em tôi cái chỗ chết rồi mừng quá, thì do chúng ta chọn lựa, vẫn quay trở lại là do tất cả đều là do chính mình. Khi mà mình sinh ra đời thì tất cả mọi người đều cười còn mình thì khóc, nhưng mà khi mà chúng ta kết thúc cái chặng hành trình đó của mình rồi thì chúng ta có thể mỉm cười tự hào với chặng hành trình mình đã đi qua. Và những người khác thì sẽ khóc và thương cái bởi vì những gì mà mình đã để lại cho cuộc đời này. Dạ, góc nhìn hay quá. Dạ, rất là tuyệt vời anh ạ. Ngày hôm nay thì chương trình của tụi em có chuẩn bị những cái phần những cái phong bì nho nhỏ, và trong đây thì tụi em có chuẩn bị những cái hạt giống. Và mỗi hạt giống như thế này thì nó sẽ được có cái nhãn gọi là gọi tên cho nó, như là thành công nè, ước mơ nè, sức khỏe, tài lộc đó. Dạ, ở đây cũng có luôn nè anh. Thì bây giờ anh sẽ chọn một trong số những hạt giống này. Anh đem về anh có thể gieo trong một cái chậu nho nhỏ. Và nếu như mà nó lên hạt, nó nảy mầm, thì anh có thể chụp tấm hình gửi về cho người gieo hạt của tụi em. Ok, hay quá. Ủa, anh thấy ở đây có hai cái hạt giống thành công hả? Nó có khác nhau không? Chắc là nó bị trùng thôi anh. Ok. Vậy thì mình sẽ chọn ha. Trong lộ trình này của anh thì lộ trình anh hướng tới thành công. Cho nên là anh sẽ chọn hạt giống thành công. Dạ, em mời anh thôi lấy cái nhỏ đi. Cái nhỏ. Dạ, ok. Em không biết trong đó là hạt gì. Dạ. Có những hạt hoa, rồi có những hạt là cây, rồi có những hạt là có trái nữa. Dạ. Như là trái bắp chẳng hạn. Dạ, thì anh trồng và thử coi là nó sẽ nảy nở lên hạt gì. Dạ, lúc đó sẽ chụp hình lại báo cáo với cô Tuyền. Dạ. Báo cáo với thính giả của em. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều với những chia sẻ vô cùng giá trị trong ngày hôm nay. Mà em nghĩ nha, là nó sẽ thay đổi tư duy và thay đổi cái cách mà em đang xây dựng thương hiệu của mình. Cái cơ hội để được ngồi lại với anh, để báo cáo với anh về cái tình trạng xây dựng thương hiệu cá nhân của em trong những ngày sắp tới. Quý quá. Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi podcast của chúng ta cho tới thời điểm hiện tại, với câu chuyện rất là đầy giá trị và đầy cảm hứng đến từ anh Nguyễn Anh Luân. Thay mặt cho tất cả các bạn thì xin phép là cảm ơn anh rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một podcast tiếp theo với những nhân vật truyền cảm hứng trong lĩnh vực giáo dục. Xin chào.